Nhi xin chào cả nhà. Hôm nay Nhi sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình là cách cắt áo phát nha cả nhà. Hiện giờ thì Nhi đã trải trải đặt lên trên vải rồi đây. Đó. Bây giờ Nhi sẽ bắt đầu cắt nha. Nhi sẽ dùng cái đồ Nhi dằn lên cho nó im cái đập lại, rồi Nhi sẽ dùng kéo Nhi cắt. Bắt đầu cắt thì từ cái vòng cổ trước, cắt vòng qua vai. Vòng qua vai xong rồi thì từ cái vai thì cắt xuống cái nách. Nách thì Nhi cắt qua sườn. Rồi khi qua sườn xong thì Nhi sẽ cắt cái vòng lai nha. Xong thân áo trước rồi đó. Bây giờ tiếp tục Nhi sẽ cắt tiếp cái thân áo sau nha. Đây, đây là thân áo sau. Thân áo sau thì Nhi cũng y như thân áo trước. Nhi cũng để gập im. Và Nhi lấy đồ Nhi dằn lên. Đây nha, Nhi sẽ lấy đồ Nhi dằn lên. Rồi xong rồi Nhi cũng kép được, Nhi cắt sẽ giống như cái thân áo trước. Từ cổ. Qua vai. Rồi từ vai xuống nách. Nách qua ngực nha. Xuống sườn. Khi cắt xong rồi thì Nhi sẽ cắt tiếp cái lai. Giờ tiếp tục thì Nhi sẽ cắt tiếp cái má nón nha. Đây má nón thì Nhi cắt hai miếng nha. Đó, thì xếp giải là thẳng cho em hết, không sao, không có bị xéo canh thì sẽ đặt sắn nón và sắn gặt bằng nhau. Rồi Nhi sẽ lấy cái đồ Nhi dặn lên cho em. Nhi cắt từ bên cái sắn nón này. Cắt vòng qua. Vòng qua bên cái sống nó, bên sống nó xong rồi Nhi sẽ cắt vòng qua cái chân nó. Giờ Nhi sẽ cắt vòng qua cái chân nó nha. Này cả nhà, sau khi Nhi cắt xong cái nón đây thì cái còn đây cái chính giữa này thì Nhi sẽ dùng kéo Nhi gọc ra nha. Đây, sau khi Nhi gọt ra rồi thì cái nón nè cả nhà. Đó. Giờ tiếp tục thì Nhi sẽ cắt tiếp cái tay áo nha cả nhà. Đây, giờ tiếp tục thì Nhi sẽ xếp Nhi cắt cái tay áo. Xếp vải và thẳng cho im nha cả nhà, không xéo canh nha. Không bị hoa, mình khi mình may thành cái áo rồi nó không có bị vặn cho. Đây, đây là cái sơ đồ nha. Chị đặt lên, chị cắt tiếp. Thì Nhi cắt cái này, Nhi cắt hai ống tay nha cả nhà. Nhi sẽ dùng cái dạch Nhi dặn lên cho im. Sống gặp và sống tay. Giấy sống gặp và sống giải bằng nhau. Nhi sẽ cắt dặm từ đây, dặm qua. Rồi dằn qua sườn tay. Sườn tay xong rồi Nhi qua nè cả nhà ơi, sau khi Nhi đã cắt xong rồi nè cả nhà. Đó, đây Nhi sẽ quay sát xuống nha.
Ở đây là hai cái tay nè. Bên đây là cái thân trước. Và đây là cái túi nha. Đó có cái túi. Còn ở đây là cái thân sau. Thân sau thì ở trên cái thân sau có cái bo lai và cái bo tai nha. Còn bên đây là cái nón. Đó. Cái nón cả nhà thấy cái chấm chấm đen đen này không? Cái chấm chấm xanh xanh này không? Chấm xanh xanh này là để làm phi nha cả nhà. Đó, làm phi. Hoặc là đóng mắt cáo để mình xỏ cái dây nón á cả nhà ơi. Đó, đó là tổng quan đó. Đó tổng quan bán chi tiết đó cả nhà, bán thành phẩm đó cả nhà. Đó. Vậy thôi Nhi xin kết thúc ở đây nha. Cả nhà nhớ xem ủng hộ cho Nhi nha. Bye bye.